quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Motul. Và hôm nay thì mình sẽ review và phối hợp cái mẫu sản phẩm cực kỳ hot hit đến từ thương hiệu GTR Việt Nam, nó chính là cái mẫu X-Line V20 Moto. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi và phối hợp cái sản phẩm. Thường lệ trước khi đi phối hợp cái sản phẩm này thì mình sẽ review xung quanh một vòng cái hộp cho các bạn cùng nắm được các cái phần thông tin kỹ thuật của cái X-Line V20 phiên bản Moto mới nhất của hãng GTR Việt Nam tung ra thị trường vào đầu tháng 5 năm 2021 vừa rồi. Đó thì trước mặt các bạn thì chúng ta sẽ nhìn thấy bên phải với hộp nó sẽ có một cái tem chống hàng giả của công ty GTR Việt Nam. Và tiếp theo ở phía bên trái thì chúng ta sẽ nhìn thấy dòng chữ X-Line khá là lớn ở đây, và đặc biệt nổi bật ở trên cái hộp này nó chính là chữ V20 Moto được in với chất liệu là giấy phản quang óng ánh cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình nền của một cái chiếc xe máy mô tô phân khối lớn ở đây. Thì theo như mình nhìn thì chiếc xe này nó sẽ là chiếc chopper. Thì không biết là mình có đoán đúng hay không nữa. Thì bạn nào am hiểu về cái dòng xe này thì có thể comment ở phía bên dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là chiếc xe này có một cái phần ánh sáng đưa ra cực kỳ là mạnh. Đó. Và ở góc của cái hộp này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái sản phẩm này sẽ được bảo hành chính hãng là 2 năm các bác nhé. Và tiếp theo ở phía bên hông thì chúng ta sẽ nhìn thấy một dòng chữ là Moto 365.vn. Và ở bên hông bên này thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy một dòng chữ là X-Line khá là lớn. Và tiếp theo ở phía bên hông bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy chữ V20 Moto. Và ở đây thì sẽ có những cái phần program hoặc là effect biểu thị cái đường ánh sáng ở chế độ code và chế độ pha. Và khi chúng ta nâng cấp lên những cái dòng đi như thế này thì cái hiệu quả ánh sáng mang lại cực kỳ là tối ưu. Nó sẽ văn minh và lịch sự hơn khi chúng ta đi ở những cái chỗ đông người. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình biểu tượng của nhà sản xuất họ in ở đây, thì chúng ta có thể nắm được là khi chúng ta độ những cái phần ghi này vào thì cái đường ánh sáng nó sẽ rất là văn minh, nó sẽ giảm thiểu chống chói cho những người đi ngược chiều, nó sẽ không bị chói mắt như những cái đèn halogen zin ở cho xe đó. Thì những cái phần bi cầu như này thì nó sẽ tăng cái độ lịch sự cho những người cầm lái những cái chiếc. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái dòng chữ họ in những cái phần thông số kỹ thuật của MB này. Dòng đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ở chế độ pha cũng như là chế độ code thì ở đây họ sẽ in là sấp xỉ 60W ở chế độ pha, và chế độ code sẽ là 50W. Ở đây thì cái giải điện áp của MB này nó sẽ sử dụng, nó chính là giải điện áp là 12V DC các bác nhé. Và MB này sẽ sở hữu là dòng chip 6+3. Chip 6+3 này nó có nghĩa là dòng chip chính nó sẽ là 6 chip LED, 6 nhân chip LED. Và em này sẽ có thêm 3 nhân chip phụ ở chế độ pha. Thì khi chúng ta kích hoạt chế độ pha thì cái phần chip phụ nó sẽ được đẩy tăng cường xuống mặt đường để cho cái chế độ pha nó mạnh hơn, nó rõ ràng hơn và nó đi xa hơn. Và tiếp theo thì ở cái giải nhiệt độ của MB này sẽ hoạt động từ âm 40 độ cho đến là 100 độ C. Và MB này sẽ có cái độ bền là trên 50.000 giờ. Và MB này sẽ có cái độ sáng cực kỳ là lớn, nó lên đến là 8.000 lumen. Và cái giải nhiệt màu của MB này chiếu xuống mặt đường nó sẽ là giải nhiệt màu là 5.500 Kelvin. Và MB này sẽ có cái phần len kính được tráng lớp AR chống chói cực kỳ là tốt và hiệu quả. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi khui hộp cái sản phẩm này lên. Sau khi khui hộp cái sản phẩm này lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong một hộp này sẽ có 2 MB. Và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần lốp xốp cực kỳ là dày dặn ở đây, sẽ bảo vệ cho cái lớp bi này nó sẽ an toàn khi chúng ta vận chuyển. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong cái hộp này sẽ có cái phần nêm cạc. Cái phần nêm cạc này sẽ là do bên mình có đặt thêm vào. Đó, thì các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em sẽ để ở phần nêm cạc, cũng như là ở trên các màn hình thì bên em sẽ cung cấp cho các bác những cái phần bi như thế này. Và bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho các bác. Và ở trong hộp này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là sẽ có 2 MB. Và ở đây sẽ là cái gói chống ẩm. Và bây giờ là mình sẽ khui 2 MB này ra cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Thì 2 MB này sẽ được bọc một cái lớp nylon như thế này để chống bụi cho cái MB này. Đó. Và 2 MB này nó sẽ là giống nhau, thì mình sẽ khui cả 2 MB này ra. Rồi thì mình sẽ để cái hộp này sang một bên. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi cái nhân vật chính của chúng ta ở đây. Nó chính là MB X-Line V20 Moto phiên bản mới nhất của tháng 5 2021. Và như thường lệ thì em sẽ show từ cái phần đầu bi cho đến phần cuối cái bi này một vòng cho các bác coi. Thì đập vào mắt chúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó chính là một em len kính có kích thước size là 3 inch, được tráng một lớp AR màu xanh cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Cái lớp AR này thì được nhà sản xuất có công bố là cái phần bi này họ tráng một cái lớp AR có đến là 7 lớp, thì nó sẽ giảm thiểu và khả năng chống chói tốt nhất có thể cho cái MB này. Và những cái phần bi được tráng những cái lớp AR như này thì nó sẽ cho những cái phần bi này nó có một cái độ đẹp cực kỳ là sắc sảo và thích mắt. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái phần AR màu xanh này khi mà chúng ta sẽ nghiêng theo góc độ nó sẽ được phản chiếu cái phần ánh sáng nó cực kỳ là đẹp. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần màu đen ở đây, nó chính là cái phần pad hay còn gọi là cái phần housing. Cái phần pad này thì nó sẽ được cố định bởi cái phần thân bi và cái phần thấu kính của chúng ta ở đây nó sẽ là cái phần len kính. Thì cái phần pad này sẽ được nhà sản xuất người ta tinh chỉnh
và người ta sẽ tính toán cái cự ly từ cái phần chip LED cho đến cái phần thấu kính ở đây, nó được tối ưu cái phần ánh sáng nhất, và cái phần ánh sáng nó được tối ưu và nó hiệu quả nhất có thể để cái phần ánh sáng đó được dội từ phần đầu bi này xuống mặt đường. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái MB này được sở hữu một cái phần pad có phần màu đen bóng cực kỳ là đẹp, và những cái lỗ và những cái đường rãnh ở đây được cắt quét cực kỳ là tỉ mỉ và chính xác, không có một chút rèm thừa nào. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía bên dưới cái phần màu trắng tay em chỉ ở đây, nó chính là phần cơ cấu màn chập thay đổi chế độ pha cốt. Thì cái phần cơ cấu màn chập này, nguyên lý hoạt động của em này, nó sẽ là phần 500 điện. Thì khi chúng ta bật chế độ pha thì cái em 500 điện này nó sẽ được cấp điện, và đồng thời là nó sẽ tạo lực hút để thay đổi cái màn chập ở phía trong này. Đó, cái phần đen ở phía trong này nó sẽ chính là cái phần màn chập để thay đổi cái chế độ pha cốt. Và tí nữa thì em sẽ tháo một MB này ra để cho các bác có thể nhìn thấy cái phần chip LED phụ ở phía bên trong cái MB này nó sẽ là như thế nào. Mà gọi MB này nó sẽ là cái phần chip là 6+3. Lý do tại sao sẽ gọi là 6+3 thì tí nữa em sẽ tháo cái phần pad ở MB này và em sẽ sâu một bước tiếp theo. Ở phía mặt dưới này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần bụng của cái phần MB này, nó chính là một cái phần được sơn một cái màu cực kỳ là đẹp, nó chính là một cái màu xám do đó. Và cái chất liệu làm lên cái phần bụng này nó chính là bằng nhôm CNC cực kỳ là đẹp. Và cái phần bi này nó sẽ dễ độ lên những cái chiếc xe mô tô cũng như là những cái chiếc xe ô tô là gì, là những cái phần bi này ở phía bên dưới nó khá là kín nên cái việc chống nước cho MB này nó cũng khá là thuận lợi. Nhưng cái phần MB này nó cũng sẽ có một đôi chút khó độ hơn những cái phần bi khác, thì các bạn có thể nhìn ngang như thế này thì em này nó sở hữu một cái phần quạt khá là dài, cho nên là cái việc độ lên những cái chiếc xe máy phổ thông hoặc là những cái chiếc pha ô tô mà có cái chiếc chóa nó hơi nhỏ thì nó cũng khá là vấn đề. Nên là những anh em nào yêu thích khoa học có thể tự độ chế thì cũng nên cân nhắc trước khi là order một MB như thế này về để tự độ lên những cái chiếc xe thân yêu của mình. Thứ nhất là do cái cự ly từ cái phần pad này đến cái phần quạt này nó khá là dài, thì cái phần này thì mình sẽ đề cập đến sau. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần bầu nõn ở đây, nó chính là cái bầu trục si phản xạ cái phần ánh sáng từ cái phần chip LED chính ở phía bên trong này được phản xạ lên cái phần trục si ở đây, và cái phần trục si này nó sẽ tối ưu hóa ánh sáng để đưa đến cái phần đầu bi, và từ cái phần đầu bi này nó sẽ được hội tụ ánh sáng và để chiếu xuống mặt đường nó được tối ưu nhất có thể. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần bầu thân ở phía mặt trên này, cái bầu thân ở phía mặt trên này được gia cố bằng nhôm series 7000, nó cực kỳ là cứng vững và rất là chắc chắn, được phay CNC cực kỳ là sắc sảo và đẹp, và được sơn một cái lớp màu ghi màu xám tương ứng với lại cái phần bụng ở đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái phần nam tản nhiệt ở phía hai bên này, khi mà em quạt ở phía đằng sau này nó quay thì nó sẽ đưa phần gió để làm mát cái phần men mạch vỉ ở bên trong này, cộng với lại cái đường gió nó sẽ làm mát cái phần chip LED của cái phần bi của chúng ta, nó sẽ hiệu quả hơn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy em này sở hữu là một cái phần pad cực kỳ là to và dày dặn đó, thì các bác có thể nhìn thấy cái phần pad này cực kỳ là dày, rất là to. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái phần pad này họ đã khoan cho chúng ta khá là nhiều những cái lỗ như thế này, thì cái việc nhà sản xuất họ trang bị cho chúng ta nhiều lỗ như này thì chúng ta sẽ rất là linh hoạt trong cái việc là độ chế bắt những cái phần ốc lên những cái phần bi, những cái phần pha ở trên những cái chiếc xe mà chúng ta muốn độ những cái phần bi này lên, nó sẽ cực kỳ là hiệu quả và đơn giản cho chúng ta. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái dòng mã sản phẩm ở đây, thì những cái bi chính hãng của GTR Việt Nam thì họ hay in những cái dòng mã ở đây, đặc biệt là những cái MB dòng V20 này. Thì về dòng V20 thì nó sẽ có những cái phiên bản như sau. Thứ nhất là mới nhất hiện tại thì nó sẽ có dòng V20 Moto này, dòng V20 phiên bản mới, và dòng V20 phiên bản cũ, và dòng V20 Laser. Thì hiện tại ở clip này thì em sẽ đi review cái mẫu sản phẩm, nó chính là mẫu MB X-Line V20 phiên bản Moto. Ở phía mặt trên thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái dòng chữ V20 Moto được in khắc bằng laser trên cái chất liệu là một cái miếng thanh kim loại màu bạc ở đây, cực kỳ là nổi và đẹp mắt. Ở phía sau này chúng ta sẽ nhìn thấy những cái lỗ để cái phần quạt có công nghệ là lút LED không chổi than. Em quạt này có cái độ êm khá là tốt, em rất có lời khen cho cái sản phẩm này có một em quạt. Và em quạt này sẽ có một cái phần giải tốc độ biến thiên theo cái phần nguồn nhiệt của MB này. Nếu như khi chúng ta mới khởi động cái phần bi này cũng như là cái phần quạt này nó mới quay, MB này nó chưa có nhiệt độ, thì cái phần quạt này nó rất là êm, nó quay khá là chậm. Nhưng khi MB này quá trình chúng ta di chuyển hoặc chúng ta thắp nó sáng lâu thì cái MB này nó sẽ phát sinh thêm nhiệt, thì cái phần quạt này của chúng ta nó sẽ tự động nó quay nhanh dần đều lên theo cái nhiệt lượng của MB này nó tỏa ra. Cái điều này nó sẽ tối ưu hóa cái nguồn gió để phù hợp với lại cái giải nhiệt độ của cái MB này. Và cái em quạt này nó sẽ có một cái bộ cảm biến nhiệt ở phía bên trong bên mạch này, nó sẽ xử lý tín hiệu để nó cho em quạt này nó hoạt động theo cái MB này, nó được tối ưu cái phần ánh sáng nhất có thể. Thì các bác cũng có thể hiểu là tất cả những cái phần phát quang nói chung, ví dụ như chip LED này, bóng xenon này, bóng đèn halogen sợi đốt, thì nó đều tỏa ra nhiệt lượng, và những cái phần nhiệt lượng đó nó sẽ được cái phần quạt này nó giải quyết, là sẽ giảm nhiệt độ xuống. Và tất cả những cái phần mà chip LED
phát quang. Khi phát quang đó nó sẽ tỏa ra nhiệt lượng thì nó sẽ được làm mát bởi những cái phần quạt này, và những cái phần chip LED được làm mát một cách tối ưu hiệu quả. Ví dụ như MV20 Moto này đây, thì cái phần chip LED đó nó sẽ được đưa ánh sáng xuống mặt đường, nó sẽ là tối ưu nhất và nó sẽ bền bỉ theo thời gian. Cộng với lại cái nguồn sáng của những MV như thế này nó sẽ được đảm bảo hơn những cái loại bi khác về cái phần quạt này. Và các bác có thể nhìn thấy là cái phần quạt này nó có kích thước khá là dày, và những cái phần cánh ở những cái phần quạt này thì theo như mắt em nhìn thì nó có cái độ vát, độ chéo của những cái cánh này, nó sẽ đưa gió vào nhiều hơn so với lại những cái quạt bình thường khác. Và ở đây thì chúng ta có thể là nhìn thấy là những cái phần cánh để tản nhiệt khi mà gió nó thổi từ ngoài này vào, nó sẽ làm mát trực tiếp ở đây, và đồng thời là gió nó sẽ chạy qua cái rãnh ở phía chỗ bong bóng ở đây để làm mát cái phần chip LED, cộng với cái việc là làm mát cái phần main mạch ở phía trong này. Và bây giờ là chúng ta sẽ nhìn cái phần đằng sau này, thì MB này nó sẽ chỉ thò ra là 4 cái cọng dây ở đây. Nó sẽ có 4 cái màu cơ bản, nó chính là dây màu xanh, dây màu trắng, dây màu đen và dây màu đỏ. Thì ở đây nó sẽ có dây đen đỏ, nó sẽ là dây để cấp tín hiệu cho cái phần bi này nó phát sáng. Và hai dây xanh trắng ở đây nó sẽ chính là cái dây ở chế độ pha cốt của em màn chập ở đây. Khi chúng ta bật công tắc chế độ pha cốt ở trên xe thì em màn chập ở đây nó sẽ hoạt động, nó sẽ nhảy chế độ pha cốt. Đó, thì cái cơ cấu của các loại bi LED nói chung thì nó sẽ có cái phần nguyên lý hoạt động nó sẽ là giống nhau. Và bây giờ là em sẽ tháo những cái con ốc này ra để cho các bác chiêm nghiệm cái phần phía bên trong của MB X-Line V20 phiên bản Moto này, để xem cái phần trợ sáng của MB này. Và sau khi là hình hộp tháo ra thì chúng ta sẽ có một cái phần phía bên trong của MB X-Line V20 phiên bản Moto. Thì kết cấu nó sẽ là như thế này. Thì trước mắt các bạn thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần chế độ màn chập ở đây, nó chính là thay đổi chế độ pha cốt của MB này. Thì khi chúng ta cấp điện vào cái phần màn chập ở đây thì cái phần nam châm điện ở đây nó sẽ thay đổi từ tính, và nó sẽ hút cái phần sắt ở đây vào. Đó, thì cái phần này nó sẽ được ngửa ra như thế này. Và việc ngửa ra như thế này thì cái phần ánh sáng ở trong này nó sẽ được phóng rộng ra, thì nó sẽ là chế độ pha. Bình thường khi cái phần này đóng thì nó sẽ là chế độ cốt. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần chip LED ở phía bên trong này, nó sẽ là phần chip LED chính, có số chip là 6 nhân chip ở trong một cái phần chip LED ở đây. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía bên trong này, nó sẽ chính là phần chip phụ, có số chip là 3 chip, nó nằm ở dưới này. Thì đây sẽ là bi LED trợ pha bằng LED các bác nhé. Nó sẽ là bi LED và có trợ pha. Cái phần đây là sẽ là cái phần chip phụ khi mà chúng ta bật chế độ pha. Bình thường là cái phần chip phụ đấy nó sẽ bị cản do cái tanh màn chập ở đây, và khi chúng ta bật công tắc ở chế độ pha thì cái phần này nó sẽ được hút xuống, và đồng thời là cái phần ánh sáng ở trong cái chế độ chip phụ ở đây nó sẽ phóng thẳng ra, cộng với việc ánh sáng của cái chế độ cốt ở đây nó sẽ đồng thời là nó sẽ đưa ra, nó sẽ tăng cường cái phần ánh sáng để chiếu xuống mặt đường, nó sẽ mạnh hơn, xa hơn, và cái độ ánh sáng nó đưa xuống mặt đường nó sẽ chuẩn xác hơn, độ gom của ánh sáng nó sẽ tốt hơn là những cái phần bi mà không có cái phần chip phụ ở đây. Đó chính là cái phần cải tiến của những em bi mà có cái phần chip phụ này, nó sẽ đưa cái phần ánh sáng của chế độ pha mạnh hơn, dứt khoát và đẹp hơn những cái phần bi mà không có. Và bây giờ thì em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi X-Line V20 phiên bản mới Moto của công ty GTL Việt Nam vừa mới tung ra thị trường. Thì em đã có những cái post ở trên kênh của em về những cái sản phẩm này cách đây tầm khoảng 15 ngày, do không có thời gian để làm những cái video trên tay những cái sản phẩm như thế này, thì hôm nay em mới có thời gian để làm những cái video như này. Và nếu như các bác thấy video hay, hữu ích, thú vị và có nhu cầu muốn dinh một em sản phẩm như thế này về để có thể độ chế, tăng cường cái phần ánh sáng cho những cái chiếc xe thân yêu của mình lên một cái level mới, có thể liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em sẽ dán ở trên cái phần tem bảo hành của em ở đây, cũng như là cái số điện thoại em sẽ để ở trên góc màn hình đó. Thì bên em sẽ ship những cái phần bi như thế này và những cái phần phụ kiện để sao cho set thành một cái bộ combo, cũng như là phần cấu hình nó ok nhất, hiệu quả và giá thành đảm bảo nhất cho các bác có thể tự em yêu khoa học độ chế lên những cái chiếc xe thân yêu của mình. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của MB X-Line V20 phiên bản Moto này ở ngoài trời, để xem cái phần ánh sáng thực tế của MB này nó sẽ như thế nào, có đáng để chúng ta nâng cấp lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta. Thì những cái phần bi này thì chúng ta có thể là nâng cấp lên những cái chiếc xe máy, những chiếc xe mô tô, hoặc là những cái chiếc xe hơi cực kỳ ok và hiệu quả. Đối với lại những cái chiếc xe máy thì chúng ta nên độ cho những cái chiếc xe mà có cái phần size pha và cái phần size đầu của những cái chiếc xe đó nó có kích thước nó lớn một xíu. Ví dụ là những cái chiếc SH này thì gắn những cái phần bi này cực kỳ ok, hoặc là những cái chiếc Exciter 150, hoặc là một số các loại xe tay ga, ví dụ như những cái chiếc xe A-Blade vân vân, thì chúng ta độ lên những cái chiếc xe đó cực kỳ ok và hiệu quả. Còn những cái chiếc xe mà có cái phần size đầu nó nhỏ hơn một xíu thì chúng ta nên cân nhắc khi mà lắp những cái phần bi như này. Thì thứ nhất là MB này nó có kích thước khá là dài thì có thể nó sẽ gây đụng cấn về phía đằng sau này, thì cái việc mà chúng ta độ chế lắp lên những cái phần đầu đèn đó nó khá là khó. Hoặc là những cái chiếc pha của những cái chiếc xe ô tô có cái phần size pha nó khá là nhỏ hoặc là nó khá là nông, thì chúng ta cũng nên cân nhắc trước khi là order một cái phần bi như thế này về để chúng ta tăng cường cái phần ánh sáng, để chúng ta đi nó lịch sự và nó mang lại cái sự an toàn tốt nhất cho chúng ta. Thì chúng ta phải nghiên cứu những cái phần bi như này trước khi order. Rồi thì bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của MB X-Line V20.
shake it, baby. Shake it, baby.